ơi. Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ xa xôi lắm, làm sư hồ nhỏ tiếng trở về nhà. Để làm gì? Để kể cho bà nghe câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện yêu thương của một thằng con gái, và chuyện yêu của một kẻ đăng trình. Hôm qua tôi có về nhà đi hồ hẹn cùng, thì hôm nay này tôi liền ấy đã sang sân. Tôi, ông đừng làm cho tôi bàng hoàng. Đi, ông hãy đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mồ tô trong giấc mơ buồn bà. Rồi một điều nào bà có dần căn quán là xin dừng lại phút giây hoài niệm kẻ đăng. Thank you.